Bây giờ mình chia sẻ với các bạn trang trí một cái đĩa cá chiên nha các bạn. Đây là ba con cá, ba sa. Mình chiên để mình chấm nước mắm me đó các bạn. Mà những cái đám tiệc bây giờ người ta nghiêng về cá, người ta nghiêng về đặc sản chứ người ta không có ăn thịt. Nhưng mà khi mình dọn lên nó đám tiệc thì mình phải làm sao cho nó đẹp và nó bắt mắt mọi người, ăn cho nó ngon nha các bạn. Cá này thì chiên như vậy rồi mình chấm nước mắm me hả? Rồi để qua đây. Thì cái trang trí mình gồm có hai cái trái khổ qua, một cái trái dưa leo và một ít ớt nha các bạn, ít ớt cho nó có màu đỏ. Đó, các bạn thấy không? À, trước hết mình xắt dưa leo đi. Hễ nghe nói đến cá là mình tưởng tượng đến cái lưới và chiếc ghe nha các bạn. Bây giờ mình trang trí một ít lưới và một chiếc ghe. Thì chiếc ghe mình là lấy khổ qua mình làm một chiếc thuyền. Còn dưa leo này mình làm lưới nè các bạn. Rồi bây giờ mình trang trí lưới đi. Có thể cắt cái này ra phân nửa thôi, nhưng mình thì mình để nguyên để cho nó vững cái miếng dưa leo các bạn. Một lát mình ăn nó cũng ngon. Tại vì cái món này là món cá cho mình lấy cái ý tưởng là mình làm lưới. Các bạn thấy nó giống hình miếng lưới nè các bạn. Sắt miếng lưới. Rồi mình sắt trái khổ qua này nha. Trái đây là trái khổ qua. Mình phân ra làm ba các bạn. Đây là mình bổ dọc lại. À,
Bên đây mình bỏ dọc lại, mình làm chiếc thuyền. Mình làm chiếc thuyền đựng mắm me, nước mắm me các bạn. Đây. Mình móc hột ra nha. Mình cho chiếc đũa vô đây. Đây là mình giả chiếc thuyền nè các bạn. Chiếc thuyền nha. Rồi mình lấy nước mắm, mình gọt cái này bớt nè, để cho nó vững. Gọt cái đít bớt. Đây là nước mắm me mình làm sẵn rồi nè các bạn. Để mình giả cái máy chèo nha. Mình giả cái máy chèo. Mình lấy cái muỗng ăn kem nè các bạn. Cái muỗng ăn kem giả cái máy chèo. Rồi. Bây giờ mình để đây cá vô. Để 2 con thôi. Cái này mình đổ nước mắm lên. Đây là nước mắm me nè các bạn. Đây. Các bạn thấy không? Rất là ngon. Hoặc là mình cắt cái này. Cái củ cải đỏ. Cho nó có màu sắc nha. Đây là chiếc thuyền. Bây giờ đây là mấy con cá nè các bạn. Mình trang trí lưới, mình để lên. Dưa này mình cũng để theo cái kiểu lưới nè.
Đây là cái dĩa cá chiên chấm mắm me các bạn. Bạn thấy không? Mình trang trí những cái kiểu đơn giản nhất nha. Đây là đơn giản nè. Đây là chiếc thuyền, con cá. Đây là lưới nè, mình trang trí hình dưa leo là cũng là trang trí lưới. Rồi mình để lên cho cà rốt lên cho nó có màu sắc đó các bạn. Đây. Trang trí theo kiểu đơn giản nhất. Chào các bạn nha. Xin chào.